gió thổi sóng dâng cao, đau lòng bờ cát trắng bao giờ biển khô cạn. Cát trắng về bên không. Chắp tay hỏi Thế Tôn, địa ngục bao nhiêu tầng, ở đâu không đường ác không vị. Mời đại chúng niệm Phật của gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học một cái phần cuối của chương Phật Đạo. Ở trong Di Ma Cập Sơ Thuyết, chúng ta đứng trên lập trường của Bồ Tát Đạo. Chúng ta đứng trên lập trường của Bồ Tát Đạo thì chúng ta xem Di Ma Cập Sơ Thuyết là đỉnh cao của tư tưởng nhập thế. Chúng ta nhớ lại lần trước, có một vị Bồ Tát tên là Phổ Hiện Sắc Thân hỏi Di Ma Cập rằng: cư sĩ, ai là cha mẹ, vợ con, thân bình quyến thuộc của Ngài, gia nhân tôi tớ của Ngài, voi ngựa xe cộ của Ngài ở đâu? Và Di Ma Cập sử dụng một bài kệ để trả lời. Bài kệ lần trước chúng ta đã học một đoạn rồi, hôm nay Thầy không nhắc lại đoạn đầu. Chúng ta nó lạnh cho ho, cần bấm hít không? Bấm hít lên cho mình qua số 2, 3, 4 rồi. Số 2, số 3. Mới số 2, số 3. Không sao, cũng ngồi ho hoài chiều học mà không sao. Cái rồi cứ ho khan, Thầy nó không chịu nghe, cũng ngồi ho khan luôn. Mới lên số 2, số 3 thôi. Mới lấy số 2, số 3 là nó chạy ngang chỗ của các vị á. Rồi cái máy số 1 nó chạy chỗ gần cái khôi này, số 4 nó chạy cho một cái hướng kia. Rồi đó, mình có nghèo nhưng mà mình cũng phải ấm áp chút. Mình sống nó chất chiêu quá rồi nó sinh bệnh, nó khô lắm. Rồi bây giờ chúng ta trở lại những bài kệ tụng này. Thường thường chúng ta hiểu theo hai nghĩa. Theo thuật ngữ Phật học thì hiểu theo lý và sự. Lý là nghĩa trừu tượng, còn sự là nghĩa cụ thể. Hai lĩnh vực trừu tượng ở bên trong của tư duy và lĩnh vực cụ thể bằng hình thức rõ ràng. Như vậy thì chúng ta biết một vị Bồ Tát nhập thế sau khi hoàn thiện những khả năng, những kỹ năng của tự thân. Bồ Tát thường lấy Bồ Đề Tâm làm dưỡng chất để nuôi dưỡng đạo nghiệp của mình, tức là cái tâm luôn mong mỏi đạt được sự giác ngộ tối thượng, lấy đó làm nguồn cảm hứng, làm cái ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Ở trang số 223, chúng ta thấy rằng Ngài Di Ma Cập nói: dũng mãnh không ai hơn hàng phục bốn thứ ma.
cờ thánh dựng đạo tràng. Như nói rằng vị Bồ Tát có một cái tâm dũng mãnh, nó hàng phục được bốn thứ ma. Ma nội tâm, ma ngoại cảnh. Ma nội tâm của chúng ta là bởi những vọng niệm điên đảo khởi lên thường trực ở trong đầu, và chúng ta thường bị nó sai sử. Do đó cho nên chúng ta có những hành động, lời nói và suy nghĩ theo chiều hướng đọa lạc vào trong trầm luân. Và vị Bồ Tát này bằng sự phát tâm vượt thoát khỏi sự chi phối của ma nội tâm. Ma ngoại cảnh thì Bồ Tát sử dụng tâm tùy hỷ phương tiện để tùy thuận, không gây ra sự chống trái, không tạo ra cái nghịch cảnh, và có thể vượt thoát khỏi sự chi phối của nghịch cảnh bằng sự quán chiếu các pháp vốn không. Do đó cho nên Bồ Tát có thể dựng cờ thánh dựng đạo tràng. Ý nói rằng ở trong cái đạo tràng Bồ Đề, vị Bồ Tát thành tựu cái quả giác ngộ. Cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa, Ngài cũng đã một lần dựng cờ thánh ở tại đạo tràng Bồ Đề. Dù biết không khởi diệt vẫn thị hiện tái sanh trên khắp các quốc độ như mặt trời rọi khắp. Dù biết không khởi diệt, tức là ở trong đời sống thường ngày, Bồ Tát biết rõ các pháp không sinh cũng không diệt, không tăng không giảm. Đây là tư duy chính xác của Bồ Tát. Nhưng mà Ngài vẫn thị hiện tái sanh trên khắp các quốc độ như mặt trời rọi khắp. Đây là một cái câu kệ mà chúng ta hiểu nghĩa bóng rất là hay. Ví dụ chúng ta nhìn một đóa hoa và chúng ta thấy cái tướng trạng của đóa hoa nó màu hồng, màu vàng, màu đỏ, màu xanh gì đó. Và chúng ta nhìn xuyên thấu, hoặc là chúng ta nhìn xuyên thấu theo cái nghĩa là lý luận của tư tưởng, chúng ta nhận thức ra được rằng cái hoa này nó có hình dáng, nhưng ở trong cái hình dáng đó là gì? Là tánh không vô ngã, là tánh không vô ngã. Và do vậy cho nên vị Bồ Tát nhìn thấy cái tánh không, thành ra ở trong tâm thường gắn liền với tánh không, do đó tâm nó không khởi ra cái niệm sinh diệt. Nhưng vị Bồ Tát vẫn thấy rõ hình dáng của đóa hoa theo định luật vô thường, thành trụ hoại không, rất rõ ràng. Tức là thấy cả tướng và cả tánh. Còn phàm nhân chúng ta thì thường vọng chấp theo tướng mà quên đi tự tánh. Do đó cho nên tướng nó hưng thịnh chúng ta say đắm, tướng nó suy tàn chúng ta đau khổ. Đây là do tâm chúng ta vọng chấp. Vậy thì cũng một hiện tượng đó, Bồ Tát biết rằng là nếu như có khởi thì các pháp khởi, nếu có diệt thì các pháp diệt. Ở trong đó không có một tự ngã. Và nếu như quán chiếu sâu xa hơn, ở trong tự tánh vốn không thì làm gì có khởi có diệt. Cái tướng trạng nó có biến hóa không ngừng theo định luật của duyên khởi, mà đã có duyên khởi thì phải có nhân quả đi theo. Nhưng tự tánh xưa nay của tất cả các pháp vốn không. Nếu như có một món gọi là có thì phải có một cái pháp tự ngã, mà có một pháp tự ngã thì nó sẽ tự tương tác, và tất cả thế giới này sẽ đứng yên một chỗ chứ không còn sự vận hành nữa. Do đó cho nên chúng ta thấy hiện tại thế giới này luôn luôn vận hành không ngừng nghỉ, bởi vì tự tánh của nó vốn không, không có một chỗ an trú. Do đó cho nên nó liên tục biến hóa không ngừng. Nhìn thấy cái đặc tính này, Bồ Tát thấy rằng tự tánh của các pháp không sinh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, luôn ở trong tự tánh của bát nhã. Biết nó như thế, biết rõ như thế, nhưng mà các ngài vẫn thị hiện tái sanh ở trên khắp các quốc độ
cũng giống như mặt trời soi chiếu không có chừa bất cứ chỗ nào. Bồ Tát khó hiện ra vô lượng thân, đi khắp các quốc độ mười phương để cứu độ hết thảy chúng sanh, trong khi vẫn ý thức rằng các pháp vốn không sinh không diệt. Đây là một điều kỳ lạ. Tần chư tổ chúng ta nói một cách khéo hơn, phù sĩ xin lỗi gì thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn sự môn trung bất xả nhất pháp. Tức là ở trong cái cõi thật tế lý địa, trong chân tánh của vũ trụ này, thì không có thọ bất cứ một mấy mây vi trần nào. Tại vì tự tánh vốn không chỗ nào mà có sự tồn tại vi trần ở trong đó. Nhưng đối với tất cả những cái việc thiện ở đời thì các ngài không có từ bỏ bất cứ một việc nhỏ nào mà không làm. Do vậy cho nên hợp với tinh thần của Bồ Tát hiển hiện gọi là chiếu soi, là hiện hữu xuất hiện ở khắp mọi chỗ mọi nơi. Như vậy thì chúng ta nhìn ở một góc độ trừu tượng hơn, chúng ta sẽ thấy rằng trong tâm chúng ta vẫn có những yếu tố của Bồ Tát, tức là chúng ta có tình thương, chúng ta muốn cứu giúp, chúng ta muốn đem đến bình an hạnh phúc cho nhiều người. Tuy nhiên chúng ta không đủ sức để làm hết tất cả những ý mình muốn, những ít nhiều gì ở trong một cái hành vi, trong một điểm nhỏ nào đó ở trên khắp thế gian này đều có những cái nghĩa cứ của Bồ Tát. Thành ra tất cả chúng ta đều có năng lực trở thành một vị Bồ Tát giác ngộ. Bồ Tát cúng dường vô lượng Phật khắp mười phương thế giới mà không hề phân biệt có Phật và có ta. Nếu như mình cúng một cái trạng thái cúng mà có mình cúng và có người nhận, có đối tượng nhận, thì tức là có ngã và có ngã sở. Có ngã, có ngã sở là hai pháp phân biệt. Mà đã là hai pháp phân biệt, tức là hai pháp ở hiện tượng sinh diệt. Hiện tượng sinh diệt thì Bồ Tát đã rời bỏ cái lý tưởng là ở trong tự tánh vốn không. Do đó cho nên ngay từ đầu trong tất cả những khóa lễ chúng ta thường đọc ninh lễ, sớ lễ, tánh không tịch. Ở trong trạng thái đó mình nhận ra được cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Những cánh này rất là siêu việt. Ở trong tâm chúng ta thấy như vậy mới làm được. Chúng ta có thể hiểu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm mọi việc được một việc phước, nhưng chúng ta không có ghi nhận việc phước mình làm. Thậm chí đang tập tu thì phải cố quên nhanh đi, cố quên nhanh đi để biết rằng mình chưa có phước nào. Có như vậy chúng ta mới làm mãi việc phước. Còn nếu như chúng ta thấy rằng mình làm phước một chuyện, hai chuyện, ba chuyện, rồi một thời gian mình thấy mình phước rất nhiều. Phước rất nhiều giống như vua Lương Bộ Đế, ông ta nói rằng là tôi xây cái hàng trăm ngôi chùa, đào tạo cái hàng ngàn tăng ni, đem cái phước đó đỡ là trễ mễ với hăm dọa, gọi là hăm dọa Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thành ra là đứng trên lý phương diện của tự tánh thì tôi nói chẳng có phước báo gì cả, tại vì đó là cái cảnh giới sinh diệt, rồi nó hủy hoại thì sao gọi là có. Cái có cái thường hình bất biến gọi là có, còn cái mà còn đó diệt mất thì sao gọi là có. Do là do làm việc mà ở trong tự ngã, chỗ này rất là khó lắm. Quán chiếu hồi xưa thầy cũng học cái lý này, cũng nghe cũng hiểu, làm bài thi cũng tốt, điểm cũng cao, nhưng mà khi gặp cái việc bất bình trái ý thì tâm mình nó vẫn khó chịu, thậm chí mình có thể mình cũng còn oán hờn nữa. Mình nói cứ giật thì giật trả ơn, cứ người trả oán, mình oán hờn thiên hạ. Mình nghĩ rằng mình làm việc tốt thì tốt như thế thôi, mình nối loạn luôn, mình không làm việc tốt nữa, mình cho thế ngay. Nên cứ người ta xấu mình xấu lại, người ta tốt mình tốt lại. Mình sao kiểu như là gần như là cô hồn ấy, cô hồn. Thế chữ cô hồn hay lắm nha. Cô hồn là cái cô là cô đơn, cái hồn tức là cái người đã lấy lôi một mình. Thì họ làm cái việc bất mãn, bất cần đấy, và họ sống như vậy, và họ chết như vậy, ở các mình họ cũng ở dài được. Thế chữ cô hồn hay lắm, chiêm nghiệm từng chữ, Việt Nam mình có những chữ hay lắm. Bạn thì bề, bạn bề đó, bề nhiều bạn biết chứ. Rồi có gì rồi nhậu nhẹt,
uống như mấy chén là nói nhẹt liền gì đẹp nhẹt nó hoài nó nhậu nhẹt nó cái chữ Việt Nam tụi đẹp đẹp hay lắm. Thông minh ấy, thì thông minh có thông mà không có minh, tức là biết nhiều mà chẳng hiểu gì cả, tức là có thông mà không có minh, những cái chữ này hay lắm. À, lẽ lôi nữa. À, lẽ thì sao, lôi thì sao? Các vị tìm hiểu trong ngôn ngữ học đấy, thật sự nó có nghĩa đấy. Cái chữ lôi ngày xưa nó vốn là chữ lễ. Nhưng mà khi người ta nói chữ đềm thì hiểu giống như là chở búa. Đúng không? Thực ra là cái chữ gốc ngày xưa là búa, tức là cái chỗ người ta nhóm họp ở trao đổi buôn bán, gọi là búa. Nhưng mà ở Trung Hoa người ta dùng cái chỗ trao đổi buôn bán người ta gọi là chợ. Cho nên Việt Nam dùng cái chữ chợ theo cho nó ngang ở Trung Hoa. À, tại vì họ người Việt họ muốn vươn lên khỏi cái văn hóa đô hộ đó. Thành ra bên Trung Hoa người ta nói chợ, mình cũng nói chợ. Họ dễ nói chợ người ta không hiếu, cho nên thêm chữ búa vô. Ghép hai chữ lại, chợ búa là người ta hiếu, chỗ đấy nè, buôn bán trao đổi. Đó, ví dụ như gà tía. Chứ cái tía là gà, gà tía đấy, chữ tía là con gà. Hay là hồi xưa mà cái ở Việt Nam mình cái chỗ mà nhóm họp lại để làm một cái trung tâm hành chính điều hành ở quốc gia đó thì người Việt cố của đó là chợ, còn cái chỗ buôn bán ấy gọi là búa. Nhưng mà Trung Hoa người ta có cái chữ kinh thành thay cho cái chỗ là cái trung tâm hành chánh, cho nên Việt Nam phải dùng ta cũng có kinh thành. Anh Việt Nam người lắm nè, anh đặt cái tên gớm lắm chứ không hiểu đâu, anh nhỏ xíu mà anh la to lên, thành ra anh nói đại cô Việt, hiểu không? Cái chữ cô không? Mà chữ cô to dữ lắm, đại rồi còn cô nữa. Tại vì Trầm Lắng qua bên Trầm Lắng ở miền Nam đó là cái Thủy Chân Lạp, lấy Thủy Chân Lạp, lấy Chân Ba, rồi lấy luôn Viên Chân, lấy luôn Lạp và cái Campuchia đó, từ lấy luôn đặt thành cái trấn Gia Định, trấn Viên Chân và trấn Nam Bình, cái trấn còn cái kinh thành là nằm ở Đại Hơn, ở Thăng Long, rồi gom gọi để chiếm người ta lấy. Đó, cho nên đặt tên là Đại Cổ, nghe dối sợ. Nó những cái chữ hay lắm. Mình tại vì sao bây giờ thớ hiểu mà tới sau này cái tư tưởng đó tới rồi nhà Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly là muốn Việt Nam có 5 triệu lính. Ông ta muốn Việt Nam cái đất nước có 5 triệu lính. Mà nó áp lực tới mức mà người ta mất mang thai đã ghi tên đi lính rồi. Chưa đến đời mà đã ghi tên lính rồi. Cười gớm như vậy tại vì các công quan cũng trình lên cho đúng. Vua bắt buộc là phải như vậy, phải đuổi quân số cho nó mà. Nhiều thứ chúng ta đi tìm hiểu nó dòng dài lắm. Thôi trở lại vấn đề của Phật Pháp đi. Đi dòng dòng đấy nó vui chứ mà mất thời giờ. Ở đây chúng ta thấy rằng người làm Phật sự chúng ta cố gắng tự mình quán chiếu làm sao đó mình từ bỏ được cái sự chấp trước của mình rất là khó. Hồi xưa thầy học cũng thế, hiểu nhưng mà khó. Sau này thầy nói là cái kinh nghiệm cá nhân của thầy thôi. Khi đã làm chùa thì làm trụ trì, bắt đầu mình làm trở thành lệnh chú và phải người phải tra công, làm chú phải tra công, thì lúc đó mới thấy rõ hơn là người ta rất khổ, người ta cấm kiếm một đời sống sinh nhai rất khổ, còn mình thì tay chân khỏe mạnh, được thiên hạ bá tánh cho ông đồng xây được cái chùa, có chỗ che nắng che mưa mát mẻ. Những người lớn tuổi lớn hơn cha mẹ của mình cũng cực khổ tảo tần sớm tối. Từ nhỏ vào chùa thì ăn cơm có thiếu chỗ đàn na, chưa làm được gì, thì ăn rồi đi học thì cũng nhờ đàn na thiếu chủ lo cơm lo gạo, mình cũng có kiếm ra đồng nào hết. Rồi bây giờ nếu không làm gì đó để đền lại cái ơn cho thí chủ thì không khéo mình chết mang thân gọi là kéo kỳ trả nợ, nghĩ như thế. Cho nên tự quán chiếu tự thấy rằng mình không có gì,
Xây cái chùa thì của thí chủ cực khổ lắm, gom góp lại đồng, mình đâu có làm ra tiền. Còn cái người làm thì thực sự là cũng tay chân người công thợ, mình cùng lắm thì chỉ có tu hành được cái phước Phật, cho nên người ta tin tưởng góp vô đồng. Do vậy mình gom lại nó biểu hiện ra thành được cái chùa vậy thôi, tự mình không làm gì cả. Nếu như bỏ chiếc áo Phật xuống thì có lẽ rằng mình còn thua người đời, không kiếm được đồng nào. Nghĩ như thế cho nên thấy mình chẳng có gì. Và nếu như có cái duyên may làm chút Phật sự để cứu giúp người này người kia thì đó cũng là cái duyên phước của Phật gia hộ. Nghĩ như vậy cho nên trong tâm thấy mình chưa làm cái gì. Rồi cứ nhiều khi nghĩ xa hơn nữa. Ví dụ như mình nghĩ cái chữ thầy, cái chữ thầy nó có nhiều thầy lắm. Thầy mê thì hiểu rằng đó là người cha sinh ra là thầy mê. Thầy mê rồi, còn thầy mà dùng cái chữ mà thầy chùa, tức là cái ông thầy cô chùa. Rồi còn thầy cúng là làm thầy cứ gõ mõ trai giá, tụng thờ kinh nhiêu tiền. Còn nó có chữ thầy giáo là cái người đã hướng dẫn dạy dỗ. Rồi có thầy võ, thầy dạy võ đó, tức là dạy người ta đánh võ này kia, cũng người ta cũng gọi thầy. Đó. Và có một số người nói rằng thầy là nhỏ mà thầy xưng thầy với người khác, ngạo mạn. Thì thực ra mà nói thầy chưa bao giờ nghĩ rằng mình là thầy giáo, mà thầy nghĩ thầy là thầy tu. Thầy tu tức là gì? Tức là cái người xưa có tâm tánh xấu xa của mình, là cái người học theo pháp Phật rồi ráng sửa cái tâm tánh xấu xa của mình nhiều đời. Cái tập khí mình là xấu nhiều đời lắm, nhiều khi mình không biết, mà sửa hoài chưa hết, càng sửa càng thấy nó còn quá nhiều thứ. Cho nên cứ tự tâm niệm nghĩ rằng mình là ông thầy tu, chứ không có gì hay ho hết. Tức là thầy tu là ông thầy sửa cái gì? Sửa cái thói hư tật xấu của chính bản thân mình. Mà do vậy tự xưng thầy nó nhắc nhở rằng mình đang là cái người sửa chữa cái sai trái của mình. Nhưng mà có nhiều khi người nghe họ không hiểu, họ nghĩ rằng á là khi thầy xưng thầy thì tức là thầy là họ là học trò, nghĩ như vậy. Thế nên tự nhiên nó phản cảm đi. Thực ra trong tâm niệm thầy từ hồi giờ cứ nghĩ rằng mình ông thầy, tức là mình học sửa. Học sửa thì phải dựa theo sự chỉ dạy của Phật đó mình học, chứ mình đâu có biết gọi sửa. Mình sửa mọi sửa cô hồn của thành các bác làm sao. Cho nên mình sửa nó không ra Phật mà sửa mọi. Cho nên cái nhiều chuyện mình sửa nhiều thứ lắm. Hồi xưa thầy có ông thầy quen xong, mà cái người lớn hơn thì ông gọi là bác, nhưng mà nhiều người thì gọi là các bác. Thì ông bưng cái rổ chuối trong chùa ra, mời các bác ăn. Các bác ăn đi. Cái là các bác, mấy ông kia ông nhìn nó giống như ông nói ông là cô hồn các bác. Cái ông phiền não quá trời. Cho nên có nhiều chuyện nó ngộ vậy. Thành là sửa, mình sửa. Do vậy cho nên tự mình tìm một cách quán chiếu ha. Tự mình tìm cách quán chiếu để cho tự ngã của mình nó không có khởi lên. Đây là cái sự khôn ngoan, tự mình giữ bản thân mình. Rồi, dù biết các cõi Phật cùng chúng sinh là không, vẫn thường tu tịnh độ để giáo hóa chúng sinh. Mình biết rõ các cõi Phật tự tánh là không, chỉ là hóa hiện bằng cái phước thanh tịnh, cũng như cõi cực lạc tự tánh Di Đà trong tự tâm của chúng sanh mới là cái chỗ quy hướng. Nhưng vẫn có một cõi cực lạc hiện ra từ nghiệp phước và từ thần lực của Phật A Di Đà. Nhưng biết rằng tự tánh đó là không, và cõi cực lạc kia chỉ là hóa thành. Nhưng mà chúng ta vẫn phải thường tu tịnh độ để giáo hóa chúng sanh. Cái nghiệp của chúng ta nhiều đời dễ sợ lắm, không có thể coi thường được. Nghiệp chúng ta nó sâu dày nhiều đời, nó sai lầm, nó chấp trước rất nhiều đời, và nó biến thành những cái tập khí. Và nó lâu ngày rồi chúng ta sống quen với cái tập khí đó rồi thì chúng ta nghĩ rằng nó là đúng, nó là chân lý, nó là cái hay mà chúng ta nên làm, nên nuôi dưỡng, nên bảo vệ nó. Nguy hiểm như vậy đó. Do đó cho nên chúng ta cố gắng sao sống tu tập hướng thiện, đây gọi là xây dựng tịnh độ để giáo hóa chúng sanh.
Bồ Tát còn nói rằng chúng sanh vô số loại sắc thanh và oai nghi. Bồ Tát lực vô ý khoảnh khắc thấy biết rõ việc chúng ma vẫn thể hiện hành theo, rồi bằng phương tiện trí tùy ý mà thở hiện. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng sanh có vô số loại, không có ai giống ai. Số lượng của chúng sanh trên vũ trụ này thì không thể nào mà tưởng tượng được, cho nên gọi là chúng sanh bất khả tư nghị. Sắc thanh tức là hình sắc, âm thanh tiếng nói, oai nghi tức là đi đứng nằm ngồi của mỗi loài, không có loài nào giống loài nào. Bồ Tát lực vô ý, ý nói rằng là Bồ Tát thành tựu những cái sức mạnh của mình và sức vô ý của Bồ Tát ở trong khoảnh khắc biết rõ việc chúng ma, biết rõ trong cái tích tích thôi là nhận chân được cái tướng, cái tánh của ma, nhưng mà các ngài vẫn thị hiện theo, rồi chờ đợi một cái nhân duyên, một cái thời cơ nào đó mà các ngài bằng cái phương tiện gọi là bằng phương tiện trí tùy ý mà thở hiện, tức là bằng cái phương tiện trí tuệ và các ngài đứng lên chấm dứt những cái sai lầm của chúng sanh. Ví dụ như ngài Quang Đức cũng vậy, thể hiện ra đời chúng sanh sao thì mình vậy, mình cũng là một con người y như mọi người và mình cũng ở trong cái môi trường y như là mọi người đang sống. Rồi khi đủ nhân đủ duyên, Bồ Tát đứng lên phát cái nguyện đỡ lại trái tim cánh tỉnh trong muôn loài, và ngài đã hành trì kinh Pháp Hoa trong vòng 6 tháng, nhất là phẩm Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát, ngài thường chú ý sâu xa nghĩa lý bên trong. Có những vị Bồ Tát phát nguyện đốt thân để cúng dường Phật, để cánh tỉnh để giáo hóa chúng sanh, và do vậy mà trong một thời gian ngắn ngài đã làm thay đổi hết tất cả những cục diện. Trước ngài cũng có rất nhiều người tiểu thiêu, sau ngài cũng có một số người thiêu rải rác nữa, nhưng mà có một số người á thì dính mắc ở trong cái việc làm, còn các ngài thì các ngài Bồ Tát chân chánh thì họ giải thoát. Hôm trước thầy có gặp một cái ông Phật tử này, giờ cũng không biết làm sao, hồi xưa thì cũng làm tu sĩ, nhưng mà ở trong danh sách đó là phát nguyện là mổ bụng để thính nguyện thư bằng cách là mổ bụng. Nếu như mà không có sự sụp đổ của ông Diệm hồi đó thì mấy ngày sau là tới lượt ông là ông mổ bụng phát nguyện giới sợ như vậy. Một tu sĩ trẻ rất là nhiệt huyết cho đạo, sẵn sàng mổ bụng trình bày cái tâm thư không được đàn áp Phật giáo, gửi cho tổng thống, gửi cho quốc dân, gửi cho Liên Quốc, cho thế giới, gửi cũng như thế. Nhưng mà tới khi sao cứ lây hay cửa hoài vậy, sao đỡ cho nó mới xíu ra đi. Không để mở mà cứ khép lại cứ. Cứ lây hay nó cứ nó rột rẹt cái bữa học nó không có ăn, nó không có ăn trú, nó cứ nó rột rẹt nghe nó mệt quá. Thì cái ngày nhưng mà sau đó thì thôi công cuộc không thực hiện. Thì cái vị này đáng thương ở chỗ là sau này tới khi mà năm 75 về thì cộng sản họ thanh trừng những đối tượng như vậy, rồi trôi dạt, rồi cũng đến Mỹ thì cũng không có làm, cũng giữ được chiếc áo người tu. Nhưng mà nghĩ tới cái kiêu hùng của mình trong quá khứ ấy, rồi thấy ông này ông kia bây giờ thành hòa thượng rồi mà cứ nói là thằng đó hồi xưa nó giỏi, thằng đó hồi kia nó giỏi, cái những cái là người ta là họ bị ảnh hưởng bởi cái hào quang kiêu hùng của quá khứ, ảnh hưởng bởi cái hào quang kiêu hùng của quá khứ, cho nên họ bị chấp trước trong đó. Còn có một số vị họ làm xong họ buông bỏ. Ví dụ như có một vị hòa thượng ở tại Vũng Tàu, năm đó ngài 70 tuổi mà ngài nói một câu hồi đó thầy không có chịu, nhưng mà sau này thì thầy thấy là y chang là thầy phải khâm phục, mà nhớ mãi, thấy hối hận khi mình phản bác. Đó là ngài nói tôi đây 70 tuổi
nhưng chưa dám nói một lời định ngôn, tức là một lời quả quyết, tôi chưa có dám nói. 70 tuổi rồi chưa dám nói. Tại sao? Bởi vì tôi quả quyết nhưng tôi làm không được, tôi không thực hiện được. Hồi đó thầy nói thì mình quyết làm thì mình làm thôi là không được, tại mình cố gắng, mình không có quyết chí thôi, mình nghĩ như thế. Nhưng mà sau này có những cái hoàn cảnh, có những cái chuyện đưa đẩy, thì lúc cuộc mình lại vi phạm chính cái sự quả quyết của mình. Ví dụ như hồi xưa thầy nói rằng là không bao giờ ta nuôi chó, không bao giờ. Vậy các mày nghĩ sao? Giờ ba con, không những ba con mà còn thương nó thiệt sự nữa chứ, không? À, tại hồi xưa là mình bị cái ám ảnh ấy, cái ám ảnh trong cái chùa mà sống thầy trò mà đi chợ có 6.000, còn chó ăn 10.000. Sống thầy trò chợ 10 cái 6.000 bạc ăn đuôi, còn chó đi chợ cho nó 10.000 ngày. Mình nghĩ đầu mà tu hành thương chó. Tiền khổ không có tiền là đi chợ chúng mua rau ăn, mà lại có tiền nuôi chó ngày 10.000, nghĩ sốt sao đó. Mình phát nguyện xong này không bao giờ, không bao giờ nuôi chó, phát nguyện bụng nữa, giờ nuôi ba con. Cho nên mình sao mà dám nói định con được, có những cái chuyện mình nói vậy thôi, chứ mà tại lúc đó rồi mình không khác được. Có những chuyện cho nên nhiều khi tội các thầy, tại vì Phật tử nhiều khi bỏ chùa đi học mà về nhà không khéo, không khéo rồi cái nghĩ đi học đó là quý thầy sợ mất Phật tử nhờ, cho nên cái là không thích qua chùa này chùa kia. Rồi có những số thầy lại tìm vì cuộc sống tồn tại cái sức lại của người nó khó quá, đi làm tháng cho làm, giờ làm thầy đi làm được. Hồi nhỏ mà thầy có 750.000, tính là có 30 đô, bây giờ 750.000 để nộp học một học kỳ để ôn thi đại học, không có tiền mà đi xin phụ hồ. Mà mình cũng khỏe mạnh, sách hồ không dối, mà cái ông chú đó, ông thợ cả, ông không cho sách một bữa thôi, ông trả tiền nguyên lý, ông cho làm nữa. Thầy ông nói rằng đó là bây giờ thầy làm thầy, tôi sai thầy khó chịu quá, khó chịu quá, tôi không sai được. Tôi kêu người khác tôi trả lương như vậy, nhưng mà tôi cũng rầy la, mà tôi nói chuyện mà nó thoải mái. Còn thầy làm thầy, nó không có phù hợp cho cái việc này, người ta không cho. Thầy khổ không? Muốn đi xích hồ để kiếm đồng để mà đi học thôi, mà cũng không có, nên nó cũng không được. Nên có những cái mình nói qua quyết mình làm là không được, chứ không có gì. Thành ra đây chúng ta thấy các vị Bồ Tát họ ấn nhận và tùy thuận ở trong cuộc đời, khi đủ duyên đủ lúc họ đứng lên họ thực hiện một việc, giống như là cái quạt của họ, họ quạt một cái thì bao nhiêu cái phiền não trong càn khôn này tan biến hết. Nhưng mà họ rất là chờ đợi nhân duyên. Ví dụ như cái cuộc sống này, các vị muốn phát tâm Bồ Tát, gặp người nào họ ngỗ nghịch ấy, khoan mình, khoan phải chịu trích, khoan nói gì hết, cứ đứng im cho họ ngỗ nghịch đi. Họ ngỗ nghịch tới một lúc nào đó rồi họ xa cơ thất thế, rồi thân tàn ma dại, rồi lúc đó mình to cái mình chia sẻ, mình giúp đỡ, nói gì họ nghe hết. Có phải vậy không? Tại vì cái duyên nó chờ cái duyên nó cơ nó tới. Có nhiều cái đó là cái ý nghĩa đại thừa đó. Thầy có quen một cái ông thầy này ở trên cái xóm đó thì thanh niên nó uống rượu, cho nên cái ông này thì cũng giao du với thanh niên đó, thế là cũng uống rượu nó rồi về chùa là chính coi như là Phật tử phiền não bó. Rồi ông bốn sư cũng phiền não không biết làm sao. Rồi thầy nghe một vị thầy khác góp ý thế này, nói rằng là thầy yên tâm đi, nó uống rượu lắm, uống thêm 50 tuổi uống nữa nè, không nó uống tới khi nó uống thêm bao tử nó phải uống. cái này nhìn như vậy chứ không sao hết. Rồi tới lúc nào đó là cái duyên nó đủ rồi nó sẽ dừng lại. Cho nên đôi khi mình muốn cứu giúp người khác phải chờ. Phật cũng vậy, Phật đang ngồi chờ chúng ta đó, đang ngồi chờ cái đám chúng sanh trầm luân này, cứ đứng im cho nó trầm luân một thời gian, khi nào nó ngao ngán, nó mệt mỏi rồi, nó đau khổ rồi, cái nó phát tâm một đời, nó lo đầu lên cái Phật vớt lên. Nó vậy đó. Cho nên cái đó là cái hạnh Bồ Tát phải chờ, cái tùy thuận phải chờ. Thậm chí giống như là tớ điên vậy đó, ra đời cũng ngơ ngơ ngao ngáo, cũng như thiên hạ như vậy đó. Nhưng mà khi nó phát tâm thì các ngài tư vấn, đây là bài học của chúng ta đó. Thành chúng ta nhiều khi sốt sáng quá, thấy người ta lầm than mình nhào cho mình vớt, mình đám chịu mới mình
dùng cái chữ mà miền quê là bồng chanh trống đánh à, chữ cái hiểu được không à, đốt đánh đấy, đốt đánh bồng chanh đấy, cái chữ đó là chữ địa phương á, bồng chanh trống đánh là làm chuyện tình lây, người ta không nhớ ông táo nhào vô nó vậy đó, nó phản tác dụng, tại vì người ta không có mượn, người ta không nhờ, người ta đang say đắm với cái sai đưa cho họ say đắm, mình thấy sai nhưng làm sao được. Còn giống như bây giờ bắt người ta ra một đường, bắt người ta trối ngồi đó cũng dán khóc cho nghe, rồi nó phải gọi cảnh sát cho mình đi ở tù không đó, đỡ khi nào nó trầm luôn sân tử nó khố rồi á, chừng đó nó muốn học pháp ấy là mình dán nghe liền đó. Thì ra đây là Bồ Tát bằng cái phương tiện trí tùy thuận để thể hiện những câu này, chúng ta phải tùy thuận nguyên chuyển để hiểu, nếu không chúng ta không hiểu nổi những câu mà Duy Ba Cật đã dạy. Hoặc gì nữa, hoặc hiện già bệnh chết để thành tựu chúng sanh biết rõ là huyễn hóa thông suốt không chướng ngại. Hoặc hiện ra cái gì? Hiện ra những cái cảnh là ta cũng già cũng bệnh cũng chết, mặc dù ta đang thành tựu niết bàn thanh tịnh mà các ngài vẫn hiện ra đầy đủ những cái tướng là già bệnh chết y như mọi người. Để chi? Để cho những người biết rõ huyễn hóa, để cho thành tựu cái tâm chúng sanh, tức là chúng sanh thấy mọi người đều già đều bệnh đều chết như vậy mà có thể là giác ngộ hơn, phát tâm tu tập. Chỗ này sao hả? Ví dụ như có lần Bồ Tát Quan Thế Âm hóa hiện ra một cái cô gái xinh đẹp vô cùng ở trong cái ngôi làng đó, và ngài ai cũng muốn lấy cô gái này làm vợ, cho nên Bồ Tát nói rằng là ai mà thuộc kinh Phổ Môn á thì ngài sẽ lấy người đó làm chồng. Nhưng mà có các chàng trai thi nhau học lại thuộc thì đông người quá biết lấy ai, cho nên cô lại ra tiếp một cái đề nữa, tức là hãy học thuộc kinh Kim Cang. Thôi là cái là khó hơn, và cũng còn có một số vị cũng còn hơn chục vị thuộc, và ngài nói vậy thì ai mà giảng được kinh Kim Cang thì cô sẽ lấy làm chồng. Và cuối cùng có một người cũng có nhiều người giảng nhưng mà không thấu hiểu, rồi ngài lại khuyên hóa, nếu như có ai thấu hiểu thì ngài đã lấy người đó làm chồng. Và khi mà có một anh chàng thực sự là thấu hiểu kinh Kim Cang thì cái đêm đám cưới vừa xong, tự nhiên cô đang bụng quá, cô lên ra chết mất. Thì anh chàng trong cái đó nó có một chuyện này đó, mà sau này thầy không nhớ rõ là cái ông này sau này ông đi xuất gia, thầy không thấu hiểu và ông đi xuất gia và trở thành một vị đại sư nổi tiếng. Thành có những vị Bồ Tát họ ra đời, họ hóa hiện gì? Già bệnh chết, họ hóa hiện những cái để thành tựu chúng sanh, họ biết rõ là huyễn hóa thông suốt không có chướng ngại. Hoặc huyễn lửa tổng thế đốt cháy rực cõi đất, khiến ai tướng thường hành hiểu rõ pháp vô thường. Tức là có những người cho rằng sống ở đời làm người thì làm người mãi mãi, làm gì có chuyện mà chết ở sanh kia, chấp trước cái thế gian này. Và thậm chí có người chấp rằng là chết rồi là hết các bụi, trở về với các bụi. Do vậy cho nên Bồ Tát hiện ra lứa tận thế, tức là sức cháy nóng. Thực ra cái này là ở trong kiếp tận, kiếp diệt á, thì cái cõi này nó hóa hiện bấy mặt trời, nó thiêu đốt đỏ như là lửa hồng. Vô số chúng sanh cùng đến thỉnh Bồ Tát, một lúc chúng đến nhà chỉ cho hướng Phật đạo. Tức là trong cái hoàn cảnh khốn khó, có nhiều chúng sanh đến thỉnh ý của Bồ Tát, Bồ Tát cùng một lúc chỉ cho họ con đường Phật đạo. Kinh sách và chú thuật kỹ mỹ nghệ đều tinh, lấy đó mà thị hiện làm lợi ích quần sinh. Kinh sách và chú thuật, tức là những cái môn kinh sách và chú thuật ở trong cuộc đời, cũng như là kỹ mỹ nghệ. Kỹ tức là kỹ nghệ, mỹ tức là cái người tinh xảo đó, người là đẹp như là hoàng kim đó, là mỹ nghệ, đều tinh xảo, lấy đó mà thể hiện làm lợi ích quần sinh. Nhiều vị Bồ Tát ra đời
họ thông suốt những cái cách làm ăn, những cái nghề nghiệp để họ dạy chúng sanh. Xuất gia khắp các đạo, đạo pháp của thế gian, nhân đó trừ mê hoặc chứ không đọa tà kiến. Bồ Tát khó hiện trong tất cả các nẻo đường, và ở trên các nẻo đường đó làm những vị xuất gia. Đạo pháp của thế gian, nhân đó trừ mê hoặc chứ không đọa tà kiến. Làm vua mặt trời trên phạm thiên, thế giới chủ, vua mặt trời trên những cảnh giới như là người ta thờ lửa đó, thì Bồ Tát cũng hóa hiện trở thành vua của mặt trời, rồi vua của mặt trăng, rồi vua gì, vua của phạm thiên, ở thế giới chủ, tức là ông vua của một cái đất nước, một cái quốc độ, có khi là đất nước hoặc gió hoặc là lửa. Câu này chúng ta hiểu làm sao? Tức là ở trong những trường hợp mà thầy có nghe đâu á, là có nhiều người đi vượt biển, rồi tàu đắm gặp những cái cảnh sóng gió, họ cầu nguyện là hiện lên một cái con cá thật to. Có nhiều trường hợp là nó chê, con cá nó đi nó chê chiếc thuyền, nó nương nuôi chiếc thuyền, nó đưa tới cái chỗ cái đảo. Những cái đó không phải là cái bình thường, những cái đó tất cả đều là những cái phước nghiệp và những Bồ Tát họ hóa hiện trong ba cõi đó. Rồi có khi là hiện lên mặt đất, chúng sanh nó đi bị chìm mà ngài hiện lên mặt đất. Có những trường hợp như là có mấy ông, một ông đại quý trung quý của người Anh, một ông của Việt Nam, ở ngoài đảo Phú Quốc vào trong đất liền ở Kiên Giang, đi vào thì tàu đắm, người ta lúng đổ nước vô, tự nhiên ba người trên đó cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, vậy mà cái tàu không có chìm, 4 tiếng đồng hồ không chìm. Rồi lúc bây giờ có cái tàu khác tới cứu, thì ba người bước vừa lên thì cái tàu đó làm cái ầm cái chìm mất. Khoa học phương Tây người ta nói có ba người ở tàu nặng hơn, ba người đi bước nó dễ hơn, tại sao nó lại chìm? Ba người nó lại trên đó lại không chìm. Cho nên các vị này sau này hình như họ có xây một cái chùa để họ thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Những người như vậy thì có chết đi nữa họ cũng không dám hối rằng là không có Quán Âm. Có những trường hợp là nó thực tế như vậy, đó là Bồ Tát thể hiện ra ở dưới cái tàu đó một cái mặt đất chẳng hạn, để nâng đỡ chiếc tàu đó nó không chìm xuống. Thần lực của các ngài bất khả tư nghị. Trong tất cả mọi cảnh trong đời này chúng ta luôn có cái sự gia hộ. Hoặc tai kiếp tật dịch thị hiện cây cỏ thuốc để cho người được uống trị dứt các dịch bệnh. Bồ Tát không những hiện ra những cái cảnh hữu tình để cứu độ mà còn hiện ra những cảnh vô tình như là cây cỏ đất đá để che chở chúng hữu tình. Ở trong cái kiếp mà tật dịch đây là chỉ cho cái trung kiếp. Ở trong trung kiếp nó có 3 cái giai đoạn. Một giai đoạn thứ nhất là tật dịch, giai đoạn thứ hai là đối kiếm, giai đoạn thứ ba là đao binh. Ở trong cái giai đoạn trung kiếp đó, tật dịch nó hy sinh ra rất nhiều. Và trong bối cảnh như vậy thì Bồ Tát hóa hiện thành những cây cỏ thuốc thang để cho người được uống trị giúp các dịch bệnh. Cho nên trong Phật giáo có chữ là y phương minh, tức là những vị Bồ Tát họ học y. Ở Bình Định ngày xưa nghe đâu có ngài Huyền Ấn, Huyền Ấn đệ tử của hội thầy Bích Liên, ngài rất là giỏi về thuốc. Thầy có nghe một số người mà họ được ngài cứu chữa đó, thì nói lại thì mình mới biết. Ví dụ như ngài ở ngoài đường mà ngài nghe trong nhà có người ho là ngài biết cái người đó chết, nghe tiếng ho là ngài biết người đó mấy ngày nữa chết. Còn có người đau cái mãi nhưng mà nghe thôi là ngài nói cái người đó chữa được, là đem tới ngài chữa được. Thì có nhiều người và họ nhân như vậy mà họ quy tâm báo, họ mang ơn chùa chiền dữ lắm. Thành là cái vị Bồ Tát họ hóa hiện nhiều cái ngành nghề. Cho nên có nhiều khi không phải làm thuốc,
là giống như là Bồ Tát hiện là thành cây thành có đâu. Chúng ta hiểu rằng những cái kiến năng của Bồ Tát hiểu rõ cách nào để chữa bệnh cho chúng sanh. Trên quả địa cầu là nó có vô lượng những cái độc dược, bên cạnh đó nó cũng có vô lượng những cái lương dược, có rất nhiều cái loại thuốc để chữa chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta thì người Trung Hoa họ nói rằng là người Việt chết trên đống thuốc, người Việt Nam chết trên cái đống thuốc. Đúng như vậy đó. Ở Việt Nam có rất nhiều cây cỏ, có rất nhiều loại là thuốc chữa bệnh, nhưng mà chúng ta lại không biết. Rồi gì nữa, hoặc hiện làm đôi kiếm thì chúng ta biết rồi, chúng sanh gặp đôi kiếm thì tìm thức ăn, hoặc hiện làm thức ăn trước cứu người đối khác, sau dạy pháp giải thoát. Trước thì cho họ ăn uống, sau đó dạy cái pháp giải thoát. Có nhiều vị thầy hồi xưa như ở Tổ Đình Tập Tháp có Hòa Thượng Minh Lý, ngài làm ruộng, chuyên làm ruộng, và ngài đối dành gạo, dành lúa, làm cái xây bồ xây bệnh cóc, làm lúa 3 năm, cứ gom góp lúa, ruộng hầu nơi chùa người ta, những người nó tiệc tử cũng có, không có người cơ thừa, hiến cho chùa, thành chùa ruộng nhiều lắm. Thế là cứ làm rồi đỡ dành. Rồi trong chùa thì anh uống rất là chắc lưng bụng bụng. Và chân chúng quá trách ngày đó. Và không hiểu sao ngày kim rua. Và ngày không cho em. Thì tới 3 năm sau, thì đúng là tới cái lúc là bắt đầu nó có cái cơn đôi khác. Nó mất mùa đôi khác. Thì bắt đầu ngày mở ra cái kho đó, ngày cứu hàng chục ngàn người thoát khỏi cơn đôi đó. Cho nên có nhiều vị họ biết, họ biết nhưng mà họ không biết rồi sao. Thành ra cứ thầm lặng cứ làm như vậy đó. Chúng sanh đó trong kiếp đối kém tìm thức ăn, thì các ngài trước là cứu đối, sau đó dạy họ cái pháp giải thoát. Hoặc tai kiếp đau binh, tức là hết kiếp tật bệnh tới cái kiếp đối kém, rồi tới cái nạn cuối cùng là nạn đau binh. Ở trong trung kiếp nó có 3 cái nạn đó. Trời mưa xuống toàn là đau binh thôi. Khơi dậy tâm từ bi giáo hóa chúng sanh kia để sống không tranh chấp. Ở trong cái kiếp đạo binh thường người ta sống họ sống trong tranh chấp. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh bằng cái lòng đại bi để chúng sanh không tranh chấp. Hoặc khi gặp đại chiến khiến thế lực cân bằng, rồi dùng lực oai nghiêm làm họ giảng hòa nhau. Thầy có nghe là một cái vị nào đó, cái ông gì quên tên rồi, ông mới chớ ra được cái bom nguyên tử, chớ ra bom nguyên tử, và người Mỹ tài trợ cho ông sống đời sống độc lập để cho ông nghiên cứu phòng thí nghiệm chớ được bom nguyên tử. Là khi ông vừa cung cấp cho người Mỹ thì ông cũng lại cung cấp cho người Nga đó. Tại vì ông nói rằng là cái sức mạnh của những cái loại này nó có thể làm nổ tung quả địa cầu. Và ông có nói rằng là cái khả năng tôi có thể làm cho quả địa cầu nổ tung ra. Ông có thể nghiên cứu ra, ông biết ra. Và ông nói rằng tôi chẳng hiểu làm sao mà khi tôi ngồi im, tôi nhắm mắt, tôi ngồi im, thì tự nhiên tôi đi vào trạng thái giống như là người ngủ. Và ở trong đó tôi thấy rất nhiều những cái kiến thức, rất nhiều những cái công thức mà khi mới mất ra cứ thế tôi làm thôi. Những cánh này là những cánh của những cái vị học có năng lực định trong thiền đó, và nó sinh ra những kiến thức. Cái này hồi xưa bây giờ nhiều diện quá lo lắng nó hết rồi. Hồi xưa cái lúc mà còn ở Diệp Báo nhiều nhà ho đó, thì thầy thường có cái trạng thái là khi ngủ nghe giảng pháp, nghe giảng hay lắm, nghe người nào cái vị hòa thượng này giảng, nghe người lạ lắm cũng giảng. Chán mà họ đã cứ sợ rằng là không biết rằng là những ma nó dựng dán trên bao mình sao. Khi thức dậy mình nhớ y chang. Nhưng mà khi thầy đem cái điều đó đối chiếu với kinh điển thì thấy là nó đúng. Có kinh chứ không dám là lấy trong đó ra mà dán. Nhưng mà ở trong tâm nó nghe vậy đó. Thành ra cái video clip này á, là cái ông đã nói tự nhiên mình hiểu được. Thầy mình cũng bị cái trạng thái như vậy.
có những điều mình không có hiểu, mà tự nhiên cái trong giấc ngủ sao nó hiểu ra. Rồi có người giảng, thậm chí có người gọi mình đi tới chỗ để nghe giảng. Có hồi hay quá cho nên còn nghĩ rằng là sáng ra giảng cho Phật tử nữa, trong đó còn nghĩ vậy đó, cho nên nó lạ lắm. Thành những cái cảnh này là các vị Bồ Tát họ thấy hai bên đấu đá chiến tranh thì họ tìm cách làm cho hai bên nó có thứ được cân bằng, để cho nó kìm hãm bớt cái tâm tranh hơn ra thua. Rồi sau đó các ngài dùng cái oai lực của mình để làm cho họ phải giảng hòa nhau. Trên khắp mọi quốc độ, chỗ nào còn địa ngục liền thị hiện chỗ ấy, giúp chúng sanh giảm bớt đau khổ. Trong khắp mọi quốc độ, chúng sanh ăn thịt nhau, người thị hiện chỗ đó làm lợi ích cho chúng. Ví dụ như bây giờ chúng sanh nó thích ăn thịt, thì Bồ Tát khó hiện ra là một cái con vật nào đó cho nó ăn. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cớ lại, có rất nhiều kiếp ngài đã hiện ra con này con kia, ngài phát nguyện thọ sanh con đó con kia. Ngài biết rằng trong cái giai đoạn đó, chúng sanh chỗ đó tới cái ngày tháng đó sẽ bị đối kháng, cho nên ngài phát nguyện làm con cá thật to trong cái đầm đó, và tới khi mà nó khô nước thì thân cá hiện ra, chúng sanh đó sẽ kết ăn mấy tháng mới hết. Và sau này Đức Phật nói rằng là ngày đó tháng đó ta hiện con cá như vậy để cho các người ăn. Thành nên tại sao mà cái làng đây ta mới vừa tới là cả làng đi ra cúng dường ta. Phật nói những cái chuyện cớ những chuyện như vậy, đó gọi là kinh bốn sanh, bốn sanh bốn sự đó, những bốn sự đó, những cái việc trong cái tiền thân của ngài đã làm, thì Bồ Tát làm rất nhiều những việc như vậy. Thể hiện thọ ngũ dục mà vẫn hiện hành thiền, làm rối loạn các ma, không cho chúng tự tiện. Thể hiện vào trong những cái chốn có đầy đủ ngũ dục, mà ở trong tâm của các ngài vẫn hiện cái đầy đủ của oai nghi của thiền. Rồi ở trong đó làm rối loạn các ma, tức là ma nó xuống cho cái đời sống trôi lên trong ngũ dục, mà các ngài làm rối loạn đi, nó không có cơ hội để nó hướng cái ngũ dục nữa. Rồi không cho chúng là tự tiện, cứ như là muốn hướng thì có hướng, cái này làm trở ngại cho cái việc hướng. Ở trong luật của Phật nó hơi khắt khe một chút. Ví dụ như một người xuất gia thấy cha mẹ mà chuẩn bị gây gỗ thì mình kích cho họ cãi lộn mà ly dị luôn. Có một số khắt khe như vậy đó. Vì sao? Bởi vì cha mẹ càng say sưa càng đắm nhiễm nhiều trong ái dục chừng nào thì lại càng chìm đắm. Do đó, nhưng mà họ có cái cơ hội là họ gây gỗ là mình làm sao cho họ chia tay luôn, để cho họ bớt chìm đắm ở trong cái dục đó. Thì mình nói vậy thôi, chứ mà trong cuộc sống ứng dụng hàng ngày thì chuyện này có vẻ nó không phù hợp trong đời sống ngày nay. Nhưng mà trong cái tư tưởng á, nghĩ làm sao là trong bất cứ một tình huống nào khiến cho chúng sanh hay bất cứ ai đi ra khỏi cái chìm đắm của ngũ dục, đó là cách làm của Bồ Tát. Ở trong Bồ Tát hy hữu như là trong lửa nở một đóa sen hồng, hành thiền trong ngũ dục cũng hy hữu như vậy. Câu này chúng ta có thể nhớ làm lòng, tức là chúng ta ở trong đời sống của ngũ dục chịu sự trói buộc rất nhiều phương diện, nhưng chúng ta có thể ngồi học pháp và hành thiền, đây chính là một đóa sen nở ra trong biển lửa. Rõ ràng pháp Phật là pháp giải thoát, nhưng được mấy người thích thú học. Lạ lắm, mình tổ chức một cái chương trình pháp đàn ông mà trong cái đêm bữa hôm qua chúng ta ra mắt sơ bộ, các vị cảm nhận được. Nhưng mà ở trong cái phương diện các vị cảm nhận như vậy, có những cái xúc động sâu xa và có những cái sự phát tâm mạnh mẽ bằng những cái cách hành pháp như vậy. Nhưng mà bây giờ ra ngồi rạp kia thì được mấy người muốn đi, hay Tết bận này kia, nhưng mà trời mưa giá lạnh tuốt lát với gác thì người ta cũng đâm đầu đi. Lạ không? Lúc đó nó mua phí máy bay rồi này kia rồi đó. Hành thiền trong ngũ dục nó khó như vậy đó, cho nên chúng ta nỗ lực tu tập phải biết rằng đây là một điều khó, chúng ta phải nỗ lực thật sự, nếu không mà chúng ta bị chướng ngại nhiều lắm. Chú pháp danh Nô phải không? Dạ, tôi Nôn. Nôn, pháp danh Nôn. Hả không? Có nghĩa là không có pháp danh Tiểu Non nữa. Tự đẹp thôi. Là không.
À, tôi đặt mình phải cho non. Mà non mà đi học pháp thế này là như hoa sen trên đường hết. Tại trước khi đi vợ nhà nó bắt làm đủ thứ hết. Đúng không? Đó. Nó bắt làm đủ thứ hết rồi nó mới cho đi. Cho nên mà vẫn kiên quyết vẫn làm hết rồi đi. Đó. Cho nên là hoa sen trên đường nếu như mà không hiểu khó lắm chứ. Nhiều người làm biếng mà cỡ mình khổ đi học cũng được, nằm nhà cho sướng hơn. Nhưng mà giờ nó bắt phải làm đúng thứ rồi nó mới cho đi. Chả mà cũng chấp nhận. Cho nên nó là hy hữu đấy. Cho nên có nhiều trường hợp chúng ta đừng nghĩ rằng là cái chuyện nó buồn cười, mà nó là hy hữu đó, là một loại tâm hy hữu. Rồi chưa nói là cái sự cám dỗ của xung quanh nữa, nhưng mà chúng ta vẫn quyết định đi. Hoặc là hiện làm dâm nữ, dẫn dụ người háo sắc, trước lấy dục câu mắt, sau hướng về Phật trí. Đó là câu chuyện mà thầy cỡ Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện làm cô gái đó. Rồi hoặc là chú thành ấp, hoặc làm chú thương buôn, làm quốc sư đại thần cũng vì lợi chúng sinh. Những câu này là để cho chỉ cho những người phát tâm làm thị trưởng, hay là làm tỷ phú, hay là làm quốc sư, hoặc là làm gì đại thần cũng vì đem đến lợi ích cho chúng sinh. Có người nghèo đối trách hiện làm kho vô tận, rồi nhân đó khuyên dẫn khiến họ phát tâm bồ đề. Đối với người nghèo thì Bồ Tát là một chỗ bố thí sẵn sàng cho tất cả, rồi nhân đó mà khuyên phát họ phát tâm bồ đề. Với kẻ tâm kiêu mạn hiện làm đại lực sĩ khuất phục các kiêu mạn đưa về vô thượng đạo. Hồi đó có làm Đức Phật độ một đám lực sĩ đó nghe. Nó cứ nói tới đó là nó dơ cơ bắp ra. Nó được ở đây nè. Và lúc đó có một cái hòn đá bên đường nó không làm được. Mấy trăm người xây chỉ không được. Đức Phật lại lấy ngón chân hất một cái. Cái hòn đá bị giúp hư không. Rồi là hòn đá không đường, đất rớt xuống. Rớt xuống á, Phật khắc một cái nữa. Cái là giống như đá lên một cái nữa. Thì cái hòn đá nó bơ thành bụi hết. Là cả hàng ngàn lực sĩ đó, nó quy tâm bảo hết. Phật có cớ lại trong kinh đó, những trường hợp như vậy là những cái người kiêu mạn, họ kiêu mạn sức lực của họ đó, thì Bồ Tát hiện ra cảnh như vậy. Hoặc đám người kinh sợ liền đến mà an ủi, trước làm cho hết sợ, sau khiến phát đạo tâm. Đối với người hèn yếu thì kinh sợ Bồ Tát an ủi họ, sau đó giúp cho họ phát đạo tâm. Hoặc hiện lý do dâm dục làm tiên nhân nếm thông, để dắt dẫn quần sanh trụ ở giới nhẫn từ, tức là hoặc làm hiện cái người từ bỏ đời sống ngũ dục và tu chứng được ngũ thông, để dẫn dắt chúng sanh trụ vào giới và nhẫn và giáo và từ bi. Với người cần phục dịch hiện thân làm tôi tế, khiến cho chủ hài lòng mà phát khởi đạo tâm. Bồ Tát còn hiện thân là người kế hầu, người hạ cho người khác, đỡ cho người khác họ vừa lòng, và sau đó dẫn dắt tìm cách giúp cho họ phát tâm bồ đề. Tùy theo người nhu cầu mà đưa vào Phật đạo, liền dụng lực phương tiện cấp cho đủ mọi thứ. Như thế đạo vô thượng và sở hành không bờ, trí huệ không biên giới, người độ vô số chúng. Dù hết thảy chư Phật trải qua vô lượng kiếp tán thán công đức này cũng không thể nói hết. Tới đây chúng ta phải hiểu rằng ở trong tất cả mọi nẻo đời, ở trong tất cả mọi hoàn cảnh, ngay chỗ đó Bồ Tát đều có thể phát tâm, đều có thể làm lợi ích, đều có thể chuyển hóa và đưa vào Phật trí. Với cái pháp thẩm thâm như vậy, chỉ mà cặc nói rằng như vậy mà ai nghe mà không phát tâm bồ đề, chỉ trừ cái kiến vô dụng hoặc là si ám vô tri. Tức là cái người mà vô dụng, hoặc cái người mà ngu si ám chướng, hoặc là cái người vô tri, tức là không hiểu biết gì cả, cho nên mới không phát tâm mà thôi. Còn ở trong tất cả những cái hành cao quý như vậy, làm sao mà không phát tâm được? Đó là cái lời khuyến tỉnh của Chư Ma Cập. Chúng ta dừng lại ngay đây. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này Phật đa ca thank you.
tay hỏi Thế Tôn, địa ngục bao nhiêu tầng, ở đâu không đường an.